Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ bên thung lũng Mường Hoa tươi đẹp, Tà Văn luôn là điểm đến hấp dẫn được nhiều du khách, đặc biệt là người nước ngoài ghé thăm. Gần 200 cơ sở dịch vụ lưu trú homestay tại Tà Văn lúc này đang sẵn sàng đón du khách quốc tế quay trở lại. Hiện tại nhà mình có một cái nhà sàn với lại 4 phòng bungalow, là một cái nhà sàn 5 gian nữa đang chuẩn bị để mà đón khách. Với lại có một cái tổ phụ nữ khởi nghiệp để làm một cái tổ nhóm văn nghệ. Để sau này có khách nước ngoài trở lại thì mình sẽ cho họ trải nghiệm về cái văn hóa và văn nghệ của vé sáp âm nhuộm chàm này, với làm hương thảo mộc của người Giấy này. Khôi phục các làng nghề truyền thống như trống lanh dệt vải, nghề rèn, đan lát của người Mông đang là giải pháp được Mường Hoa chú trọng, tạo điểm nhấn về bản sắc văn hóa, thu hút khách nước ngoài đến với địa phương. Đối với xã Mường Hoa là chúng tôi cũng đang tích cực là triển khai đối với lại bà con nhân dân là cũng khôi phục lại đối với lại nhà cửa như là homestay và giữ gìn được cái bản sắc dân tộc này, thì chủ yếu là để phục vụ cho khách du lịch, là cũng như là khách du lịch trong nước cũng như là ngoài nước là đến tham quan khám phá về các cái bản sắc dân tộc của dân tộc Mông để phục vụ về cái sự phát triển kinh tế xã hội. Cùng với sự chủ động từ các địa phương, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội năm mùa trong năm 2022. Điểm nhấn là 31 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa và tài nguyên du lịch nổi trội nhằm thu hút khách trong nước và quốc tế đến với Sapa. Điểm nhấn với Sapa đó là cái trải nghiệm cái đỉnh Phan Xipang, nóc nhà của Đông Dương cao nhất của nóc nhà Đông Dương. Thứ hai nữa là các cái sản phẩm, các cái du lịch của các làng bản gắn với lại như là du lịch nông nghiệp hay là du lịch văn hóa. Thế và chúng tôi tới đây thì cũng có một cái sự kiện là sẽ đi khảo sát để đi leo cái núi Ngũ Chỉ Sơn để phát triển thêm một cái sản phẩm là leo núi Ngũ Chỉ Sơn cao hơn 2.800 mét. Nhận định sớm về thị trường, thời điểm này các công ty lữ hành, cơ sở dịch vụ tại Sapa cũng đã chủ động xây dựng các tour tuyến du lịch mới, chuẩn bị các hoạt động marketing hướng tới thị trường quốc tế, quyết tâm phục hồi du lịch vốn đã đóng băng ở mảng thị trường quốc tế trong 2 năm qua.